chỗ này có gốc bằng lăng nó làm cho cục đá đẹp chưa anh em? Được, đẹp tự nhiên luôn, cồn hết cây. Đù, dễ của nó. Đù, đẹp thế. Lũa rồi. Bên này có cái lũa đẹp không? Đù. Quá đẹp cho một góc cảnh luôn. Đứng xa. Gần 10 mét rồi mà. Chưa quay được hết cây. Ủa, cây này mà trồng giữa sân đẹp. Ủa, dễ quá đẹp luôn, nhất là cái thân bên này này, mặt kia cũng đẹp, mặt này cũng đẹp. Ủa, tách được nó ra, tách được nó ra lấy được cái thân nhỏ bên này thôi. Gốc rất gọn. Trời lại mưa anh em. Cái trời rảnh rảnh nhá. Đi dạo lúc mà lại mưa. Kia rồi nhá, kia thêm một cái ổi này, người ta mới chặt đi. Ôi, cái đẹp đấy. Ôi, được anh em ạ, ba thân. Cái này phải đào gốc này. Ở đây xoài me cóc ổi người ta chặt đi hết anh ạ. Đây, cái xoài này người ta cũng bị cưa bỏ này. Để tôi lấy kéo tôi cắt hết cành nó ra đây. Cây này nó mọc nhiều cái chỗ đúng vị trí lắm anh em ạ. Chỗ này là đúng vị trí chứ này. Cái này thì sau này nó khỏe thì mình cắt đây đi. Chỗ này cũng được. Cái thân này thì lấy chỗ này đây. Giữ lại hết các chỗ luôn. Chắc cái này tôi đào cả bộ đất thôi. May cái này mà xuống muộn khoảng tuần nữa là họ phun thuốc cỏ là chết luôn. Vườn này họ chưa phun là chuẩn bị họ phun rồi. Đúng cái lúc chuẩn bị đào lại nắng thế này. Tôi định đào cả bộ đất mà. Cái chỗ này đất cát quá, nó
đất nó tơi lắm. Không biết nó có dính được bò đất không. Cách đào bò đất thì cứ thế này anh em này. Những anh em mà mới đánh cây mà muốn đào bò đất ấy, lần đầu đánh cây ấy thì mình cứ đánh xung quanh thế này này, cứ gặp cái rễ thì mình cắt. Cứ xong là mình cứ đào xung quanh như vậy. Gặp rễ nào mình cắt rễ đấy. Đến lúc mình sâu xuống thì mình lấy băng mình băng hết lại xung quanh, rồi mình chặt cái rễ cọc và mình nhấc cả bầu đất lên. Đánh như vậy thì đối với những cái cây mà khó sống thì cái tỷ lệ sống nó cao anh em ạ. Còn những cái cây dễ sống thì không cần, những cây dễ sống thì cứ đào thì cắt nơi dễ thôi. Cái ổi này cũng không phải là thuộc vào dòng cây dễ sống đâu. Nóng chút nhất nhỉ anh em ạ. Giờ tôi lấy băng keo tôi cuốn hết một vòng này. Xong mình đào mình cắt một cái rễ ở dưới này, chắc nó đã lên đấy. Cuốn một vòng phía trên rồi. Giờ đất nó không bể được rồi. Lên rồi anh em ạ. Cả bồ đất luôn. Về trồng cho nó tốt lên rồi đục đẽo sau. Ui lặng lắm. Đúng ra thì nhẹ mà. Do cái bồ đất, đất cát nặng. Tôi vừa đưa cái ổi này về đến nhà đấy anh em ạ. Trước giờ tiện tôi định là trồng tốt tôi mới xử lý nó, nhưng mà chắc là nó có cả bầu đất thì chắc nó sống chắc rồi. Bây giờ tiện là mình xử lý cho cái bầu đất với cả cái mấy cái thân này cho nó gọn gàng lại. Cái thân nào cảm thấy không được chắc cắt luôn. Em cái bệ này nó đẹp này. Mình mà biết cách xử lý là nó nổ cái bộ bệ này lên là đẹp này. Bệ. Tôi làm cái này anh em theo dõi cho vui nhé. Tôi vừa ấy, cắt hết những cái rễ dập ở ngoài mới cả cạo bớt đất đi anh ạ. Và tôi cắt ngắn nó xuống. Đục sơ cho nó. Chắc bây giờ tôi lại phải bọc cái bì ni lông lại để bọc cái bì băng keo lại để tôi vận chuyển lên cái chỗ trồng, chứ không thì nó rỡ hết đất ra. Bị cái thân này hơi đơ anh em. Nhưng mà thôi được, mình cứ
tạo tác dần về sau này. Trước mắt là cứ phải cho nó sống tốt đã. Nhiều anh em trồng cây ấy, nhiều khi cây thì không biết sống hay không nhưng mà đã lo về việc tạo tác rồi. Cứ nó cứ sống nó tốt ôm lên thì mình sẽ tính sau. Video tôi chia sẻ của gỗ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.